sấm giảng của thầy. Anh nhà có ở gần ở dưới cô Năm Thảo chứ không? Cô Năm Thảo là quen mẹ nuôi của em. Vậy hả? Đúng rồi. À, hôm đó em cũng có dịp mà đến với cô Năm Thảo, cũng chia sẻ những cái hình ảnh của cô Năm, thì cũng có duyên gặp cô, thì cô cũng tiếp chuyện rất là vui. Thì cô cũng nói về Phật pháp, nói về đạo, thì cũng mọi người cũng rất là tò mò. Thì hôm nay thì đến với núi Cấm, thì mình cũng về, nếu mà còn thời gian thì mình cũng ghé cô Năm. Đúng rồi, cổ cũng soi trăng rồi, có nhiều người ca sĩ đồ nổi tiếng, hay là chỗ nào nổi tiếng cũng biết tới cô Năm. Cổ cũng thường đi khắp nơi trên Hà Nội đồ, nước ngoài đồ cũng cổ cũng có đi hết. Vậy hả? Thì nói cô Năm cũng có trị bệnh này cái đó thôi. Đúng rồi, soi trăng trị bệnh rồi, soi trăng không à. Soi trăng đồ mở trăng đó. Có thờ các vị tâm linh ở đây nè. Thì mình tu ở đây là mình lên mình đọc kinh như vậy là chừng nào mình mới xuống núi anh? Vô vi đó, nhiều lắm. Hoặc là có khi chiều xuống, có khi ngủ qua đêm. Mà chỗ này thấy em rất là thích, tại chỗ này cảnh đồ yên tĩnh mát mẻ ha, yên tĩnh thoải mái nữa. Rồi nếu thấy ví dụ mà anh ngủ qua đêm là anh ngủ ở chỗ nào? Ngủ qua đêm này ngủ ở cung mẹ hoặc là cung cha. Mình ngủ có mùng chiếu gì không anh? Em là thường là ngồi ngủ không à, ngồi ngay chỗ cái ngủ đó, chỉ ngồi ngay chỗ cái bàn đi hương đó là ngủ được rồi. Ôi, ngủ luôn cái đó, em đâu có đem theo cái đồ ngủ gì đâu, em chỉ đem theo sách vở không à. Anh ngồi như vậy là anh ngồi vậy là anh ngủ luôn đó hả? Đúng rồi, em vậy à, mưa cũng vậy đó, nếu mà không có mưa thì ở ngoài, còn có mưa thì chứ cứ ngồi ở trong ngay chỗ bàn đi hương đó, có cái máy che đó, chứ ngồi đó ngủ được rồi, không cần cái gì nhiều. Thường thì những cái người mà người ta tu ở trên núi nè, đặc biệt như anh là đi mình đọc kinh hay đọc sách gì đó là mình tu chỉ có một mình thôi, mà mình vô đó mình ngủ như vậy thì mình có khi nào mình nằm bao, mình thấy những cái vị thần linh nào không anh? Thì cũng có nằm trên bao, cũng có mấy vị thần linh đồ cũng cho mình biết trước chuyện này chuyện nọ, hay là nói pháp cho mình nghe. Những cái vị thần đó cũng như thức vị để mà trò chuyện với mình hay giải pháp giải đạo cho mình. Đúng rồi, có khi cũng về ở đây nè, mấy đầu tiên em lên đây em quét dọn nè, quét dọn hàng ngày đồ á, mấy vị sơn thần đồ á cũng về sát, cũng cô này hay là chú kia cũng nói cảm ơn đa tạ con tại vì quét dọn trên đây. Như vậy là cũng có những chư vị sơn thần đã đúng mình rồi. Đã gặp là trong chiếc giấc chim bao. Đúng rồi. Vậy là anh có duyên mới gặp những cái vị thần báo mộng. Rồi thì cũng cảm ơn anh chia sẻ về việc mà tu đạo ở trên núi Cấm này cho mọi người cùng xem ha. Rồi, rất cảm ơn anh. Chút xíu nữa thì anh em sẽ vô một cái hang. Thì ngày trước thì ở trên đây là không có sống á cụ. Bây giờ là có sống rồi ha. Ở hồi trước cũng có sống nữa. Ở dưới đó là điện, ở dưới đó là nơi ông hổ á. Hang ông hổ hả? Hang ông hổ dưới á. Hang ông hổ. Cụ biết cái lịch sử đó không cụ? Hả? Cụ biết cái lịch sử? Cái lịch sử của hang ông hổ hả? Không biết đâu. Chỉ nghe là đồn người này chỉ nói ông hổ, rồi nói ông bạch hổ gì đó. Ở đây là hang của ông bạch hổ. Thấy. Dưới đó là hả? Gì đó hả? Có người ta về xác thiếu gì? Đúng rồi, bạch hổ trắng á. Vậy hả? Là bạch hổ ở đây. Trời, thấy luôn. Hang Bạch Hổ. Cái chỗ của cụ ở là khúc chỗ nào cụ? Đây đi lên khoảng 3-4 cây số nữa mới là tới ở gần trên Bù Hông. Thì thôi cụ đi cái đường mà đường này đi lên kia, cũng tới nhà cũng được nữa, nhưng mà nó xa. Đi đường xe thì đi đường xe đi lên mà chỗ Vạn Linh rồi đó, cái đi quẹo lên Bù Hông. Đường xe thì đi mau gần.
còn đi lộ bộ đi dài dài chơi dài, à, thôi vậy mình đi tham quan nữa cụ. Vậy đi tham quan nữa hen, ở đây rồi hen, hang Bạch Thổ rồi ở đây xong rồi hen. Cái hang Thổ này sâu không cụ? Hang này sâu không? Hang này hả? Dạ. Hang này cũng cạn thôi, vô tới đó vậy là đó. Vậy là mình đi đi lên hang ông Hổ đi. Bây giờ đi lên trên suối Thanh Long. Suối Thanh Long. Suối Thanh Long. Suối Thanh Long. Rồi mà nhà hãy đón xem video, đón xem cái cả nhà tiếp tục cuộc hành trình đi lên suối Thanh Long nha cả nhà. Suối Thanh Long với ông lão đến suối Thanh Long ha ông lão. Suối Thanh Long. Đi, đi đi là ông lão rồi. Dạ. Thì trên đường mình đi đến suối Thanh Long thì mình có đi ngang nhà của ông Vô Danh. Thì không biết Vô Danh có nhà không? Rồi để ông Vô tìm. Hẹn cái nhà gặp lại những cái video tiếp theo ha. Dạ, ông lão 89 tuổi thì ông lão dẫn đoàn cho mấy anh em mình đi nè. Đây là phía sau nhà của ông mua đất ở chỗ Điện Quế nè, phía sau nhà. À, ở đây là phía sau nhà. Ở nhà đó, ổng ít có tiếp khách lắm. Dạ. Ông thường thường ổng đóng cửa thôi. Cái này là cái ông mua ở đây nè, mấy công đất vòng vòng đây nè. À, là đóng cửa. Bây giờ ổng lên đó ổng ở. Ông ở đó, ông ít có mở cửa lắm. Từ nãy thì không có qua cái thức ăn này kia là hồi cái quế, như là cái đường này là cái đầu đi điện. Rồi mưa luôn rồi. Đi mưa mình vô quán nghỉ. Còn không mưa mình đi. Vô đây nè, hỏi thăm coi cái ông Vũ Danh đó ở đâu. Ở đây chắc có lẽ mình biết. Ừ, gặp làm con rồi ha. Dạ. À, bữa nay lên sao gặp ông Tự. Cái tôi quyển ông trực lỗ rồi nào ông nói chuyện thôi chứ riêng là không có gì hết. Dạ. Yeah. Tại tôi tội, tại tôi ở đây tôi biết thì tôi nói với bà con mình chứ tôi không biết hết, không biết. Dạ. Mà nhà ông ở đâu? Không biết vô. Không biết. Ông dân ở đâu mà? Vậy đó hả? Vậy mình nói nhà ông ở đâu đây nè? Không biết. Hồi nãy ông mới lên cô thấy không? Ông có một cái khóc riêng ở. Không, khóc riêng là không biết chứ hồi nào ông hỏi ở nhà người ta. Hồi nãy cô thấy ông lên không? Dòng đâu chắc. Thôi luôn quý vị có uống nước giải khát gì đó không biết chỗ mà luôn hả? Có uống nước giải khát gì ngồi đây quán nhiều chỗ lắm. Mình ghé uống nước đi uống nước giải khát gì ngồi mình đi với ông cậu mình đi rồi cậu đi nghỉ ngơi đi ha, nghỉ ngơi xíu đi. Ông ở đâu, ở gần chú không? Dạ cũng ở trên núi hả, đi vòng vòng gặp mấy ông. Ông cụ này ở trên núi dẫn đi chơi nữa, ở chuột lá phải không? Dạ ông ở bên Phật Lớn. Tôi đi tới tôi đi ngoài gặp ổng dọn dẹp ở bên. Mình uống nước gì vậy đi? Điện ở bển á. À, có gì cô có nước ngọt gì đó cho. Thì trời mới vừa dứt mưa đó cả nhà. Thì hiện tại thì trên lá còn khá là ướt luôn. Nước quá nước luôn. Sương mù thì cũng dày đặc. Thì hôm nay mình sẽ đi chinh phục suối Thanh Long tại khu vực núi Cấm. Đây là tới một cái điện gì đây? Cái cà hả? Wow.
Ồ, đây là cái cây cà gừng nha cả nhà. Wow, ở đây có một cái luồng mây trắng nè. Cái luồng mây trắng mới quét qua khu vực này. Thì hiện tại thì mình đang đứng trên cái đỉnh mây luôn. Ồ, ở đây có một cái hàm cốc nè cả nhà. Cái đường dễ xuống không? Vậy mình đi lên đi cụ ơi. Nè cụ ơi, đừng cụ xuống coi cốc thưa. Ờ cốc nó nhỏ quá. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Dạ. Thôi vậy mình đi tiếp đi. Cả nhà đón xem hết cái video để mà tám chín tuổi thì tôi đem leo núi nha, cảm khoái. Thì có thể là trên thế giới này cũng có hiếm ai mà tám chín tuổi mà leo được núi như thế này. Có một cái không ha, có một cái không ha. Dạ, lần đầu tiên mà. Bây giờ hỏi hết trơn đi, có ai mà không lại ông Thuận không? Dạ. Mà tôi là không có lại ông Thuận. À. Bởi vì tôi đâu có cần có xin cái gì đâu mà vô lại ổng. Dạ. Chứ không phải mình ngang. Bởi vì thật là người tăng của mình. Dạ. Rồi mình không biết rồi mình đi lại tập thấy tập mã. Còn có tội nữa. Dạ. Tội vô minh không biết gì. Dạ. Dạ. Mình không làm ác thì mình không cần đi xin hả cụ ha. Ừ, đúng rồi. Còn nói về phúc sanh á thì mình không ăn con động vật á, sát chết con động vật á là mình không chết nên nói rồi. Yeah. Ồ thì tiếp tục cuộc hành trình thì chinh phục một cái đỉnh này cũng khá là cao. Suối Thanh Lâm không cậu? À, đường lên suối Thanh Lâm. Ờ à, đây là đường lên suối Thanh Lâm. Wow. Mới mưa xong. Cái chỗ này thì cái cây xoài nó nhiều quá hả cụ? Nhiều là xoài. Ở đây xoài nhiều quá nè. Xoài này của ai cụ? À, xoài với mít cũng không biết của ai nữa. Là mình lên đây mình hái ăn có sao không? Hái ăn thì không có sao. Nhưng mà phải có chủ. Nhiều khi có chủ thì cảm thấy người ta cũng không có nói vậy. Dạ. Không biết mình hái vậy trái chơi. Như lại mấy cụ cũng có hái. Có nhiều người quá. Dạ. Cụ làm cái bể này làm gì cụ ha? Đây nè, bên tay phải mình nè, có cái bể gì nè? Cái này là cái chỗ chứa nước. Cái hồ nước á. Nước xài hay nước uống cụ? Nước xài, nước uống gì cũng được. Wow. Mà ta chìm xuống dưới. Ồ, lọc lọc bằng cái nước nè. À. Đây đó. Ở. Trời mưa hả cụ? Mưa cái này có lọc xuống. Ở trên suối, người ta chìm xuống. Ở trên suối á, người ta chìm xuống. Dạ. Rồi người ta chìm xuống nhà, người ta xài. Đây là trong đó là một con sông mà. Ồ, có mấy cây tre gì to quá cụ. Vậy là nước mưa nó ở đây. Tre kìa. Tre này, tre manh tông hay gì quá thế. Cái tre lớn nè. Tre manh tông á. Dạ. Tre manh tông thì nó cao mà nó to. Cái này là mình bốn thầy trò lên núi tụng kinh hả sư phụ? Có mấy cây sắt này im quá.
cái đường rất là dốc luôn cả nhà. Đây là lão ông đi phía trước. Đi khúc là có cái giọng ha. Rồi mình tạm gác máy ở đây, thì hồi tới cảnh nào nó hấp dẫn hơn thì mình chia sẻ cho cả nhà xem nhé. Không vô trời. Cái đường này ban đêm mà cụ nói 11 12 giờ á, ban đêm á mà cụ đi một mình. Mà cụ không có mang đèn luôn đó cả nhà. Thì ăn gì đó thì ăn. À cụ không nói gì thôi. Nằm đó chơi. Thường thường cụ ăn thức ăn là cái chính của cụ là. Thường thường ít ăn á thì cô cánh đồ cụ mình cô, mình có ăn chay không cụ ha? Coi như là ăn chay không á. Dạ. Không có ăn cái xác của loài động vật. Ồ vậy cụ không ăn thịt ăn cá. Thì không ăn xác chết của loài động vật. Ồ vậy cụ ăn chay đó cả nhà. Không phải ăn chay. Không ăn xác chết của loài động vật. Đó là cũng như mình phóng sanh vô mình đâu cần phóng sanh nữa. Rồi bao nhiêu á? Là tôi uống nước khỏi ăn cơm. À, hôm rồi cách đây khoảng nửa tháng nè, tôi cũng uống nước mà nửa tháng buồn buồn thì lấy trong biển nhai chơi, rồi có trái cây rồi anh phải đã chơi trong nước cơm. Nửa tháng mà cụ không ăn cơm luôn. Nửa tháng ăn cơm, nhưng mà cô uống sữa, cái sữa đó. Sữa insu, insu ăn cái hỏng, hỏng insu gì đó. Không có cái sữa gì mà nó bật bự lắm, 6-7 kg lận. Rồi nó nói trời ơi mấy đứa đệ tử á, nói ông uống sữa này là không cần ăn cơm. Nó bằng bột hay gì hay cậu? Nó hơi bột bột cũng như sữa Milo vậy. Dạ. Nhưng mà không biết cái sữa gì mà bịch bự lắm, có chừng 7 kg rồi vậy. Dạ. Tôi nói bịch xì bông không à. Sống của mình nên. Rồi nó nói sữa. Ông mua sữa đó, ông uống sữa thì ông khỏi cần cơm cũng được đó. Rồi tôi làm thử rồi. Làm thử nửa tháng. Nửa tháng rồi hả cậu? Nửa tháng đâu có không cơm nào. Trời ơi. Có bừng buồn á thì nhai trong biển. Yeah. Rồi có trái cây rồi này kia ăn thịt. Cụ bao nhiêu ký rồi em cậu? Hả? Thường thường 48 mà yeah. Nó lên ký rồi. Nó lên tôi 52. Uống sữa không lên ký. Uống sữa không ăn đâu mà cũng lên ký. Yeah. Ồ ở đây mũi quá cả nhà. Đây có mũi nha. Có mũi chứ. Ồ mũi gà dữ rồi. Mũi hả? Thôi vậy mình tiếp tục lên cụ ơi. Rồi tiếp tục hành trình. một cái mấy phút nghỉ ngơi giờ. Nghỉ chút xíu rồi khỏe liền. Khỏe rồi đó cụ ơi. Rất khỏe luôn. Mà nghe cụ nói chuyện cái mình thấy mình thoải mái, mình khỏe hơn. Rồi tiếp tục cuộc hành trình còn với con 89 tuổi mọi người. Lên cái túi Thanh Lâm. Ông cụ này thì một năm nữa thì 90 rồi đó cả nhà. Thì theo mà lô tô á là qua 90 là hết số kêu đó cả nhà ơi. Mình nói chơi cho vui thôi. Ồ cái mấy cái dốc này mà đắp đá hay quá nè. Quán cà phê nhưng mà không có người cả nhà. Tao ăn cũng sức khỏe sao?
Dạ. Nó qua nó mượn đây nó bán giờ.